Em mệt mỏi lắm rồi, thật sự á. Em còn không muốn về tới cái nhà đó nữa. Suốt ngày anh cứ bênh bóng đè đóm, làm sao mà em chịu được. Hết mùa này đến mùa khác, có mùa nào anh bỏ mùa nào đâu. Thôi bây giờ em không muốn về cái nhà đó nữa. Còn cái gì mà bán nữa đâu anh, không còn một cái gì hết. Giờ anh muốn làm gì anh làm đi, em đi đây. Mình đi đâu rồi chị ơi? Anh cho em đi một nơi thật là xa, đi đâu cũng được. Ý là đi đi xa là đi đâu chị? Anh cứ tấp cho cái cây cầu nào anh dừng lại nó cho em đứng đó cũng được. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ý là chị ơi, sống ai cũng gặp khó khăn hết, ai cũng phải có những khó khăn, ít nhiều phải có, cho nên là chị suy nghĩ tích cực lên. Chị còn gia đình, cha còn mẹ nữa, đừng vì những cái suy nghĩ tiêu cực đó mà nghĩ như vậy thì nông nổi lắm. Anh lỡ như vậy rồi thì phải có cái giải pháp cho anh, chị phải đồng hành với anh. Chứ bây giờ mà như vậy nữa thì anh nó lại anh buồn là anh chỉ chơi nhiều hơn. Bênh bóng đồng hành là đồng hành sao anh? Không, em giải thích cho chị hiểu. Bây giờ em ví dụ như chị động viên anh, chị cùng chơi với anh luôn, chị cùng cá độ đá banh với anh luôn. Thì ví dụ như hôm nay anh thích nằm trên ha, thì chị chủ động chị chui xuống chị nằm dưới liền. Ngày mai lại anh thích nằm dưới, cái chị phải linh hoạt, chị nhảy lên chị nằm trên. Thì như vậy thì làm sao mà chị thua được? Ảnh đánh thua chị đánh thắng, làm sao mà thua được? Thì có thua một chút trung gian thôi. Hai vợ chồng mình cứ trên dưới dưới trên như vậy, hòa quyện vào nhau như vậy, hòa quyện vào nhau cùng một nhịp thở hơi thở như vậy, thì làm sao mà mà thất bại được chị? Đó, ông bà mình nói hậu phương vững chắc là chị phải là như vậy á. Thì ảnh không bao giờ mà anh sai lầm. Hay quá anh ơi, em cảm ơn anh nhiều nha. Đó, nãy giờ mà về mà em không biết luôn á. Thôi, em cảm ơn anh nhiều. Thôi chắc em đi nha, em về nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, 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 về em mới biết luôn, hay quá nha. Trời ơi, cảm ơn anh nha. Chị tích cực lên nha. Mùa này khách nó là sao đó ta?